Xin chào các bạn. Vẫn như mỗi ngày, sáng chở con đi học, rồi đến 2 giờ đi rước con. Trong thời gian đó thì làm việc linh tinh trên mạng, rồi tập thể dục. Đời sống nhẹ nhàng mà. Trời hôm nay vẫn lạnh. Nhìn cái bầu trời này có hơi sương mù á. Mình ước gì đang được ở Hawaii, ở Waikiki Beach, đi bộ cầm ly cà phê, đi bộ vòng cho đến khi mệt mỏi để trở về hotel. Thích. Lúc trước đi Hawaii nhiều lắm, lúc mấy đứa nhỏ còn nhỏ, mình book hotel, thường mình canh hotel vừa rẻ trung bình, book cái hotel sát bên bờ biển Waikiki luôn á, là tại vì rất là tiện cho mấy đứa nhỏ. Mỗi lần mà đi xuống tắm biển là bưng nước, bưng chiếu, bưng phao, rồi bưng cái đủ lưới đó. Cho nên đi mà đi 2-3 block thì nó hơi bất tiện, cứ trả thêm chút đỉnh tiền. Nằm sát bên bờ biển thì nó rất là tiện. Mấy cái hotel mình thích nhất như là cái Mona Royal, hay là cái gì bên mất tên rồi, với lại The Sheraton on Waikiki đó, sát bên đó. Có một vài hotel đó nhưng mà nó hơi mắc. Con cái rất là cũ là cái Royal Hawaiian thì phải, màu hồng. Rồi đó là hồi thời 40, 50 là đã có rồi. Tuyệt vời nhất là đi bộ trên biển chân không, mặc cái áo thun mỏng, cầm ly cà phê ha. Thì trời mát như vậy nè, nhưng mà nước biển thì vẫn không có lạnh. Nước biển nó không có lạnh như nước biển ở bên đây. Mình nhớ không biết khi nào mình yêu biển, nghĩa là thích biển. Là mình nhớ là cái lần đầu tiên gặp biển là đi vượt biên xuống ghe ban đêm thì đâu có thấy gì đâu, rồi chạy sụt xịch. Mình nhớ lúc lên chiếc tàu đó vừa hồi hộp vừa lo lắng, rồi vừa đủ thứ cảm tưởng đó. Cái mùi dầu xăng khói đồ đó, rồi chạy sình xịch ra khơi. Thì đến sáng mà mình thức, bắt đầu mặt trời mọc lên thì bên biển nó 4:30 sáng là bắt đầu thấy rồi, 4:30 5 giờ thì phải, bắt đầu thấy biển nó xanh lè, xanh dễ sợ luôn. Rồi bắt đầu mình thấy thích, mơ mộng cái biển. Rồi về đây mình ở Cali thì cũng gần biển, có điều biển ở đây đẹp nhưng mà lạnh. Mặc dù ở trong trại tị nạn đói khát nhưng mà cái biển cũng rất là đẹp luôn, nhất là lâu lâu, tại vì cái chỗ mà cắt liều cắt gì ở rồi đó, người ta bỏ rác bỏ rến rồi cầu đi cầu sát bên rồi gì, nó không có tốt lắm. Nhưng mà đi bộ qua cái qua đảo, qua cái mé bên kia của đảo đó, thì nó vắng, đến đó chơi lâu lâu mà có sức, không có gì làm hết, đi bộ tới đó xong rồi tắm biển rồi gì chơi vui lắm. Rồi ở đây thì có Monterey, biển cũng đẹp lắm. Carmel, 29 Mile Drive, 17 Mile Drive. Tự nhiên nhớ 29 Palm lộn với lại 17 Mile Drive. Thì mình vô trong đó là cái gọi là cái công viên rồi, nhưng mà sao mình thấy có nhà cửa trong đó, nó ngon nhớ.
Anyway thì trong đó rất có nhiều nhà sang trọng biệt thự đẹp lắm, rồi cũng có nhiều biển gành đá với lại biển cát cũng có, đẹp lắm. Chụp ảnh thì thôi tuyệt vời nhưng mà tắm thì không thể. Đối với mình có nhiều người mấy nhóc Mỹ nó giống nó ngâm nước chứ mình chịu không nổi. Không thôi mấy người đi lặn thì nó có mặc cái áo áo nhái á, người ta chịu được, còn mình không chịu được. Thích biển, nhiều người thích ở lên núi hay là ở sa mạc, các biệt thự giữa sa mạc hay là thúc lên núi, mình không thích. Thích biển à, mê biển lắm. Mai mốt mà về hưu mà về Việt Nam đâu mà mướn được cái nhà ở biển ở chừng 6 tháng gì chắc thích dữ. Tại Việt Nam rẻ thì có thể mướn được ở lâu, Hawaii mắc quá. À, Quy Nhơn đúng rồi, nghe nói có một người bạn cũng nói là quê ở Quy Nhơn, lúc về nói cái biển còn sạch lắm tại vì chưa có du lịch lắm, phải không? Như Phan Thiết là quá nhiều luôn, Nha Trang này người ta nói là mình lúc mình đi mình không nhớ để ý nhưng mà mình chỉ biết là có chữ Nga chữ Tàu trong luôn á, thì người ta nói là ở đó du lịch là khách du lịch là người Nga với người Tàu còn nhiều nhất. Bây giờ không biết còn như vậy không thì mình không biết, mình thấy hai người Hàn Quốc cũng đi Việt Nam nhiều, rất nhiều luôn mà. Nếu mà tìm được căn nhà nào ở ở vùng biển, sáng thức dậy đi bờ uống cà phê rồi nhìn ôi đã quá mơ. Mấy nhà biển ở bên Mỹ này thì đừng có mộng, đừng có mơ mộng mắc chết luôn. Có một cái ông dài rồi, chắc về hưu rồi, thấy mình đi vacation mình đó ba ba bốn lần ở ở ngay cái chỗ Waikiki đó nha, là mình gặp ổng hết, là lúc ngay trước cái hotel mình thích đó, mình muốn đó thì mình ngồi ngay cái bar ngay chỗ sát bên bờ biển, là mình thấy đúng khoảng 10 giờ 11 giờ là thấy ổng ra, ổng dựng cái che nắng với cái ghế ngồi ngoài biển, cái ổng nằm đó ổng đọc báo, ổng đen thui đến nỗi ổng phơi nắng ta đen kỉnh luôn. Mình hình như mình có chụp một cái hình của ổng để mình lục cái coi, là thấy ngày nào cũng cũng ổng cũng ra đó. Rồi đến về thấy lần sau là cũng gặp, rồi lần sau cũng gặp vậy đó, cái mình chụp hình. Anyway, mơ mộng. Thích biển. Đổ xăng đây. Tạm chào các bạn nha. Đổ xăng xong, hình như xăng xuống giá chốt đỉnh. Trước khi lên gần tới 4 đồng một gallon, bữa nay sẽ còn có 3 đồng 85 cent. Xuống được 15 xu thì phải. Sắp tới rồi thường thường xăng nó lên chứ. Wow, giờ muốn ăn tô phở với sợ nhưng mà phải phải về đang coi mẹ già cần chích thuốc hay là đo máu chích thuốc gì không. Thường thường cũng không có đo mỗi ngày tại vì cái đó nó còn không chính xác lắm, mình những người nào bị bệnh gọi là type 1 á là họ phải chích chích đều đều đặn tại họ họ phải control cái sugar level, type 2 là cái loại bị mẹ già bị thì nên cứ ăn chích thuốc thì cũng chích vừa vừa thôi. Hôm nào mà già thấy không có khỏe thì đo máu rồi chích thuốc, trong tuần cũng làm 2-3 lần. Ngoài cái độ đường cao mà già như cũng sức khỏe cũng tốt, không có nổi.
Anyway, muốn ăn tô phở nhưng mà chắc thôi để về coi cái mẹ cần gì không. Ok, mình tạm chào các bạn nha. Bye bye. Muốn mua vịt quay cúng mà. Vịt quay theo quay. Bầu ngư di cá đi. Muốn heo quay. Cái nào nhỏ nó cũng không thích đó nè. Mua cái nào mua. Cái nào cũng được thôi đó. Máy đo máu nè. Kêu ba cho con gà mà nó luộc gà ăn ít quá. Gắn cái kim vô. Lắc đầu. Cái này uống đậu đen xong nó còn hưởng chứ. Đo cái này nó lên xuống bất thường, nó cái bác sĩ đo nó mới gọi là cái trung bình. Cái đó nó chính xác hơn. Chích thuốc. Gắn cái kim vô nè. Tháo cái kim ra. Kim rất là nhỏ luôn. Bác sĩ Cường. Nhỏ mà không học, lớn làm bác sĩ. Tạm chào nha. Hello các bạn. Mình đang ra công viên tính tập thể dục đó. Nhưng mà mình vừa nghĩ ra cách trước khi mình đi thì mình muốn ngồi xuống trả lời những cái câu hỏi comment của các bạn. Tại vì nhiều khi cũng lười biếng. Mình những người nào comment trên cái video mình đọc hết á, nhưng mà nhiều khi chờ rảnh thì mới trả lời lại chào hỏi các bạn đó, phải không? Bữa nay mình muốn vừa ngồi xuống vừa trả lời, vừa đọc vừa trả lời luôn. Mình cái video vừa là upload hôm qua thì mình sẽ trả lời những cái câu hỏi đấy, những cái comment đó. Hôm nay thì trời mây phủ, mình không có mặc thấy áo lạnh mà thấy nó có hơi vẻ hơi lạnh, không biết mình ngồi đây được bao lâu, chịu đựng được bao lâu. Mình sẽ ngồi đây trả lời các bạn nha. Ok, mình ngồi đây. Mình sẽ trả lời những cái comment cho các bạn nghe. Wow, gió thổi lạnh quá đi. Bây giờ đang 66 độ là khoảng 19 độ EC. Thời tiết nói ngày mai là sẽ mưa. Mưa đến cuối tuần luôn. Wow. Mình tưởng mùa mưa đã hết rồi chứ ai ngờ. Lạ thiệt. Chào máy bay bay qua để mình... Ok, để mình bật lên cái video đó nha. Cái video hôm qua
Sao mà chậm rì vậy? Wait. Ok. Mình sẽ không biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng mà mình trả lời hy vọng là không có lâu lắm, với lại không có nhiều lắm nữa. Nhiều mình không trả lời hết được. Ok, có tới 33 cái comment thì bây giờ mình sẽ cố gắng trả lời. Ok. Sương Thu là cũng một người viewer mới đây, comment rất là nhiều trên cái channel này. Cảm ơn Sương Thu nha. Sương Thu nói là chính vì tấm lòng hiếu thảo với mẹ già và tình thương chăm sóc con trẻ của bạn nên tôi mới thích xem video bạn mỗi ngày. Còn chuyện khi người ta đến tuổi hoàng hôn, ô vào dài quá vậy. Đó. Ok, cảm ơn Sương Thu nhiều nha. Dài quá, mình sẽ post thôi, nhưng mình cho các bạn xem luôn cái comment đó. Cảm ơn Sương Thu nhiều. Liz Tran là Liz là Trần là ở bên Mỹ. Liz nói là stay strong and healthy. Cảm ơn Liz. Và mình chúc Liz sức khỏe và vui vẻ. Liz có một con trai người làm bác sĩ, cũng rất là hiếu thảo nha. Thấy post trên Facebook là đi du lịch với mẹ và ăn uống với mẹ rất nhiều. Cảm ơn Liz. Sơn Vũ Linh thì để mấy cái icon cười với lại trái tim. Cảm ơn cháu nhiều nha. Thu Thảo Trịnh: nhớ hồi còn nhỏ hạnh phúc quá anh hả? Chúc anh vui vẻ mỗi ngày. Cảm ơn Thu Thảo Trịnh nha. Dạ, yeah, nhiều khi nghĩ lại thì kỷ niệm hồi xưa đó, lâu lâu buồn buồn mình nghĩ lại những cái vui, nhất là mình có ghi lại những cái kỷ niệm bằng video hay là bằng hình ảnh vậy đó. Hello anh Cường, chúc anh vui, chúc anh luôn khỏe. Xem anh chia sẻ mình cảm động quá. Nhiều khi không có dấu là đánh chính tả sai, mình cũng khó đọc cái người bạn này là đề cái tên là người dùng tiếng Nhật hay là tiếng Hoa mình không hiểu, tại vì cái kanji cái chữ mình không biết rõ. Nhưng mà cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mình đọc từ trên xuống dưới nên cũng không có biết là theo thứ tự hay gì hết. Nguyễn Trần Kim: hội độc thân nuôi con hít. Cảm ơn. Vậy là bạn cũng là độc thân nuôi con hả? Mình thì ly dị nhưng mà vẫn còn là bạn bè, với lại cũng như là không có hận thù gì với ex đó, cho mình vẫn còn chia sẻ nuôi con. Chỉ có cái là mình còn thì giờ rảnh cho nên con cái nó về nó ở chung với mình, thì lâu lâu cũng hội ngộ, lâu lâu cũng đi chơi chung, đi du lịch rồi này nọ đâu biết không, không có chuyện gì xảy ra hết. Lệ Lê trả lời với Thu Sương là bạn nên minh bật, yes, nghiêng mình kính ngẩn những người tâm hồn cao rộng. You number one, I number three. Thì cái đó mình cũng không biết trả lời sao. Chúc cảm ơn Lệ Lê nha. Sad Man là cháu ở Việt Nam cũng thường hay đón xem cái video clip mình, mỗi lần post lên là cháu comment liền. Rất là ủng hộ nhiệt tình, cảm ơn cháu nhiều nha. V1 tên đẹp quá vậy. Bầu trời xanh trong đẹp quá chú. Dạ, yeah. Mùa này thì Cali có rất nhiều ngày gọi là không có mây, tại vì khi mà hơi ẩm ướt không có đó là sẽ bầu trời nó sẽ xanh lè luôn, nhưng mà mấy nay thì không có, hôm nay thì mây và ngày mai nó sẽ mưa đó. Cảm ơn cháu nhiều. An Trường, hôm nay anh dễ thương thật. Cảm ơn An Trường nhiều. Yeah. Rồi cũng An Trường trả lời: anh ơi cũng lớn tuổi rồi, thôi anh như vậy đi, muốn không cô đơn lạnh lẽ anh đi tiếp bước nữa. Người bạn người bầu bạn
xế chiều, nếu gặp người tốt thì không nói, nếu gặp người không tốt thì sẽ khó, nói vậy thôi. Tất cả cũng số duyên số, mọ mạng người. Thì đúng rồi, nói chung ra thì hiện tại mình cũng không có muốn vào một cái gọi là relationship gì hết, để cho con cái nó lớn hơn rồi thì mình cũng rảnh rỗi đi du lịch rồi, ví dụ như về Việt Nam hay là ở đây gặp ai muốn chia sẻ làm bạn vui thì mình sẽ tìm hiểu vậy thôi, chứ còn nói thật ra mình cũng không có mong muốn nhiều lắm. Chuyện nó đến đâu xe đến đó vậy đó. Một bạn cũng cái icon là kanji tiếng Nhật hay tiếng Hoa mình không biết. Anh Cường đau nhất uống thuốc gừng với mật ong xem sao đã. thì mình thấy tốt nhất là tập thể dục với ăn uống ít lại thì mình thấy là tốt thôi. Còn nhất đau nhất thì nhiều khi có thể mình ngủ, bữa nay bớt đau rồi, hôm từ cuối tuần sự nhiên đau, chắc tại nằm ngủ mà không có đúng vị trí sao nó đau đó. Cuộc sống và nghề tôi làm là một cái người cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi hợp anh. thì khi vợ chồng với nhau mà không hợp rồi thì người ta sẽ chia tay thôi. Cái đó là lúc đầu thì mình nghĩ là vợ chồng với nhau thì sẽ không có cái gì xích mích, nhưng mà thật ra thì cái chuyện ly dị rất là nhiều, bên Mỹ hay là bên Việt Nam cũng vậy thôi, chuyện nó đến thì nó sẽ đến. Có cái tốt là mình biết giải quyết với con cái, với tôn trọng với nhau, chứ đừng có chia tay rồi mà như kẻ thù thì cái đó nó không có hay. Canon Main, hoa hồng đẹp quá anh. Hôm nay mình cũng đi ra đây ngắm hoa đó, nhưng mà cái công viên này ít hoa lắm. Hôm nào đến chỗ nào có cái vườn hoa thì mình sẽ quay nhiều hơn. Cảm ơn nha. Trinh Lê hay là Trịnh Lê, cuộc sống Mỹ. Ở nước ngoài là vậy đó anh, con cái nuôi lớn là nó tự lập ra riêng, không như Việt Nam con lớn vẫn ở chung với bố mẹ, như vậy tốt hơn. Con gái, con cái thấy tốt à, mình thấy tốt cho con cái hơn. Ok, thì cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng mà lâu lâu mình nghĩ thì nó mình buồn chút thôi, chứ thật ra thì cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, không có. Dũng Duy Tương, thanks. Dũng cũng rất là trả lời, cũng coi video mình rất là nhiều nha, và cũng comment mỗi cái video luôn. Tuấn Phạm, à chào Tuấn Phạm. Tuấn Phạm là một cụ chiến binh cùng lính với mình. Tuấn đã đi lính từ từ lính lên tới sĩ quan, mà hình như là Tuấn đã về hưu với chức là thiếu tá của thủy quân lục chiến Mỹ đó, cũng rất là hay. Rất là, mình lúc vào lính thì mình cũng có muốn đi vào sĩ quan, nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ lại thì mình đi xong cái tour là mình ra mình đi học, mình làm kỹ sư, mình không có theo đuổi cái Tuấn hình như đi 28 năm mà bây giờ là về hưu rồi đó, về hưu trẻ. Chào Tuấn, greeting from Texas. Có cô đơn quá thì anh nên liên lạc với văn phòng luật sư của cô Nguyễn Lê Thiên đang ở Houston đi. Có từ 50 đến 70 ngàn đô. Chuyện đó thì mình không có làm, không có dám làm đó. Tuấn nói về bệnh thì Tuấn là trong lính, Tuấn cũng có đi tác chiến ở bên Iraq và cũng có bị thương ha. Anyway, Tuấn có khuyên vài cái về sức khỏe. Cảm ơn Tuấn nhiều nha. Sĩ quan đó, mình phải chào nha. Kim Thu Trần cũng là một người viewer rất là theo dõi thường. Con là niềm vui, nghĩ tới con là sẽ bị không bị cô đơn đâu anh. Nhìn cháu đúng là dễ thương và chúc anh khỏe may mắn. Cảm ơn Kim Thu rất nhiều nha. Cuộc sống Cần Thơ, Hậu Giang.
chúc chú ngủ ngon không cô đơn. Ngủ rồi thì mình quên cô đơn đi, ban ngày thì mới thấy cô đơn. Cảm ơn cháu nhiều nha. Rồi cuộc sống thôn quê à, em bạn này cũng có một cái channel ở bên Việt Nam đó, các bạn có thích thú thì vào đó. Bạn sẽ chia sẻ những về thôn quê Việt Nam, mình cũng rất thích xem những cái cuộc sống ở Việt Nam, tại vì mình ở bên đây mình cũng theo dõi những cái kênh đó, mình cũng ủng hộ kênh của cuộc sống thôn quê nhiều lắm. Cảm ơn em Sơn LK, chào chú, năm nay cháu cũng gần 40 tuổi, có hai con, ngày nào cũng rước hai con nhỏ đi học, canh giờ sắp rước cũng chạy ra công viên đi bộ chập hồi. Công việc cháu cũng làm MMO ở nhà suốt. Sao nó hào hào giống chú nhỉ? Dạ, cháu ở Việt Nam, thôn quê, không khí mát mẻ. Chúc chú một ngày tốt lành. Cảm ơn cháu rất nhiều. Hoàn cảnh nuôi con là bị nó còn nhỏ thì mình phải đưa rước nó đi học gì đúng không? Cảm ơn cháu nhiều. Toàn ML, đây là tâm ấp. Cảm ơn Toàn rất nhiều. Lan Đỗ, hai đứa bé dễ thương thật. Và lại con của mình, nó là của mình, nó thuộc về mình nên mình yêu thương nó. Mà tôi nhận thấy càng yêu thương thì càng khổ. Anh yêu thiên nhiên, thích chụp ảnh, anh có bạn bè nên không đến nỗi con đơn lắm. Đúng ra thì mình gia đình đây cũng rất là đông, cũng không đến nỗi cô đơn lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn mình lên mình than thở chia sẻ với các bạn chút vậy thôi chứ không đến nỗi, các bạn biết không. Anyway, bữa nay mình trả lời comment các bạn trên cái video này, làm nhiều khi đổi chút đỉnh cho nó vui vậy đó. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi và comment những cái video của mình làm nha. Thôi bây giờ mình đi bộ đây, cảm ơn các bạn nhiều, bye bye.